Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Tuyệt Thế Đường Môn, top 4 đội mạnh nhất khảo hạch đã xuất hiện. Đoàn đội của Đới Hoa Bân rút thăm được số 1. Đoàn đội của Hoắc Vũ Hậu rút được số 2, sẽ gặp mặt đoàn đội Chu Tư Trần. Hoắc Vũ Hậu nhìn thấy Đới Hoa Bân cũng giật mình, hai người đều xuất thân từ gia tộc họ Đới của Tình La Đế Quốc, nhưng hoàn cảnh của cả hai lại trái ngược một trời một vực. Với thiên phú của hắn, rất có thể sẽ tiến vào trận chung kết. Để cạnh tranh cùng với hắn trên cùng sân đấu, Hoắc Vũ Hậu nhất định phải chiến thắng được đoàn đội của Chu Tư Trần. Rất nhanh sau đó, hai đoàn đội cũng bước lên sân thi đấu. Sau lời tuyên bố bắt đầu, cả hai bên đều bộc phát hồn hoàn. Chu Tư Trần là chiến hồn sư hệ cường công cấp 25, Tào Cần Hiên hồn sư hệ khống chế cấp 24 và Long Tường Dược hệ cường công cấp 22. Bên Hoắc Vũ Hậu chỉ có hai người thi đấu. Hoắc Vũ Hậu lập tức sử dụng tinh thần lực công kích, đánh cho đối thủ choáng váng. Kế tiếp đến lượt Vương Đông tung ra một loạt công kích, đánh thẳng mặt đối thủ và giành lấy chiến thắng. Phía đoàn đội Đới Hoa Bân cũng dễ dàng giành lấy chiến thắng. Đến đây thì hai đội tuyển tiến vào trận chung kết đã xuất hiện. Trên đường trở về, Vương Đông tò mò hỏi thăm thái độ ngày hôm nay của cậu. Từ sau khi gặp mặt Đới Hoa Bân thì cậu cứ thất thần suy nghĩ. Hoắc Vũ Hậu cho biết, lão đại đầu tiên của Sử Lề Khắc Thất Quái chính là Đới Mộc Bạch, vũ hồn là Bạch Hổ, tộc Bạch Hổ vốn là hoàng tộc của Tình La Đế Quốc. Trong trận chiến với vũ hồn đế quốc, Tình La Đế Quốc suýt chút nữa diệt vong, huyết mạch của Bạch Hổ công tước điều tàn, quyền lực suy yếu. Ngay sau đó, Bạch Hổ hoàng đế thoái vị nhường quyền tặng lại ngôi vị hoàng đế cho Bình Định Đại Nguyên soái lúc đó, cũng chính là hoàng thất Tình La Đế Quốc hiện nay. Đới Hoa Bân chính là hậu nhân của Đới Mộc Bạch. Cậu và hắn có quan hệ cùng cha khác mẹ, cậu không thừa nhận ông ta là phụ thân của mình. Từ nhỏ cậu và mẫu thân đã sống nương tựa lẫn nhau. Dù như thế thì bà ta vẫn rất vui tươi đối diện với cuộc sống mỗi ngày. Bà ấy muốn đến phủ công tước Bạch Hổ làm người hầu để nuôi sống cậu, nhưng ai ngờ lại phải chịu đối xử thậm tệ. Vào một ngày, cậu đụng độ Đới Hoa Bân, Hoắc Vũ Hậu chỉ vô tình ra ngoài phơi quần áo, cũng bị cho là đắc tội với Đới Hoa Bân. Rồi sau đó bị binh lính dưới trướng hắn ta đánh đập, mẫu thân vì bảo vệ cậu mà chịu đòn thầy. Đã vậy, Đới Hoa Bân còn yêu cầu binh lính đánh mạnh tay hơn, sau này nhìn thấy hắn thì phải đi đường vòng. Kể từ đó mẫu thân cậu đổ bệnh không qua khỏi, trong lòng cậu cực kỳ phẫn nộ, thế kiếp này sẽ báo thù cho mẫu thân. Để tất cả những kẻ từng ức hiếp mẫu thân trong phủ công tước phải trả giá đắt. Đúng vào lúc này, mọi thứ xung quanh đột nhiên lạ thường, ánh đèn nhấp nháy liên tục. Hoắc Vũ Hậu nghe được một tiếng thở dài của ai đó, âm thanh có chút già nua, giống như đến từ nơi hư không xa xôi nào đó, nhưng lại giống như đang ở bên tai. Vương Đông thì hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ ai. Vương Đông muốn ngay lập tức đi báo thù, nhưng Hoắc Vũ Hậu đã ngăn cản, bây giờ vẫn chưa phải lúc đối phó hắn. Nơi này là học viện Sử Lề Khắc, điều mà cậu phải làm là mạnh lên. Cậu muốn quang minh chính đại, đánh bại bọn họ trong trận chung kết, đồng thời hy vọng Vương Đông giúp mình giữ kín bí mật bàn nãy cậu đã tiết lộ. Vương Đông đồng ý với điều đó. Trải qua vài ngày nghỉ ngơi, Tiêu Tiêu cũng đã khôi phục trở lại. Chỉ còn một ngày nữa là trận đấu chung kết. Ba người vẫn không có dáng vẻ lo lắng, họ cùng nhau đi ăn một bữa thật ngon. Nhưng còn chưa kịp làm chuyện đó thì đã bị đoàn đội của đối thủ gây sự, bọn họ lên tiếng mỉa mai. Hoắc Vũ Hậu cực kỳ tức giận, Vương Đông thấy vậy liền hạ uy bọn chúng bằng cách giả vờ không biết bọn chúng là ai, yêu cầu bọn chúng báo tên mình ra, hắn không muốn đánh kẻ vô danh. Qua ngày hôm sau, trận tỉ thí cũng bắt đầu, cả hai đội nhanh chóng lên sân thi đấu. Thực lực phe địch hoàn toàn nhỉnh hơn phe của Hoắc Vũ Hậu. Ngôn viện trưởng cũng đánh giá đoàn đội của Đới Hoa Bân cao hơn. Phó viện trưởng Tiền Đa Đa thì lại có suy nghĩ khác, ông coi trọng đoàn đội Hoắc Vũ Hậu hơn, thế là ông ta lập tức muốn cá cược với ngôn viện trưởng. Vừa mới bắt đầu, đoàn đội của Đới Hoa Bân lập tức bạo phát hồn hoàn, rồi xông lên đánh trực diện. Hoắc Vũ Hậu vẫn như cũ sử dụng tinh thần cộng hưởng hỗ trợ Vương Đông và Tiêu Tiêu. Vương Đông đánh trực diện với Đới Hoa Bân, chỉ sau vài chiêu giao thủ, Đới Hoa Bân đã mỉa mai sức mạnh của Vương Đông quá yếu, không giống như đàn ông lắm. Vương Đông nhanh chóng bị chèn ép và cảm thấy thực lực của tên này không thể khinh thường. Dù có tinh thần cộng hưởng của Hoắc Vũ Hậu thì vẫn khó mà chống đỡ trực diện. Hai nữ nhân còn lại cũng xông lên, nhưng Tiêu Tiêu đã nhanh chóng thổi sáo giảm tốc độ bọn họ. Một nữ tử là Nhã Khiết sử dụng hồn kỹ mị hoặc để thôi miên Tiêu Tiêu, mất đi khống chế. Đới Hoa Bân nhanh chóng lấy lại tốc độ, sau đó liên tục chèn ép Vương Đông. Đới Hoa Bân và Vương Đông quyết định sử dụng ra hồn kỹ thứ hai. Sự định của bọn họ là lấy cứng, đối cứng, đánh trực diện xem bên nào mạnh hơn. Đáng tiếc rằng thực lực hai bên lại chênh lệch quá lớn. Hơn nữa, tà mâu Bạch Hổ của Đới Sa lại là vũ hồn cường công mạnh hàng đầu. Việc đối chiến trực diện được đánh giá là rất không khôn ngoan. Đúng như dự đoán, Vương Đông nhanh chóng bị đánh trọng thương.
Hoặc Vũ Hạo cũng rơi vào tầm ngắm của nữ tử Chu Lộ. Nhìn vào tình thế, ai cũng nghĩ rằng đoàn đội của Hoắc Vũ Hạo sẽ nhận lấy thất bại. Liệu kỳ tích gì sẽ xảy ra? Hoắc Vũ Hạo sẽ sử dụng cách gì để thoát khốn? Các bạn hãy đón xem những tập tiếp theo nhé! Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.